Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 1 tháng 2. 13 người của trung tâm đăng kiểm 29-01V bị bắt. 13 lãnh đạo cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi khi đăng kiểm mô tô. Ngày 31 tháng 1, công an huyện Thanh Trì cho biết đã khởi tố tạm giam Lê Văn Ngân, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V, Tăng Xuân Huy và Vũ Mạnh Hiền đều là giám đốc trung tâm, để điều tra tội nhận hối lộ. Cùng tội danh, cảnh sát khởi tố tạm giam 10 đăng kiểm viên của trung tâm này. Và theo điều tra ban đầu thì để được đăng kiểm nhanh, chủ ô tô khi đến làm thủ tục tại 29-01V thường lệ là có 100-200.000 đồng trong xe. Ai không chủ động có đăng kiểm viên sẽ gợi ý. Hơn nữa thì khi phát hiện thêm lỗi của xe thì đăng kiểm viên sẽ yêu cầu đưa thêm tiền để cho qua. Nếu chủ phương tiện không đưa tiền, đăng kiểm viên sẽ yêu cầu đưa về sửa chữa, khi nào đạt thì quay lại. Việc đăng kiểm bỏ qua lỗi kỹ thuật của xe khi kiểm định chỉ áp dụng cho các giai đoạn thủ công, không can thiệp vào hệ thống. Trung bình thì mỗi ngày trung tâm đăng kiểm này sẽ khoảng tới 60-70 ô tô và thu lợi nhuận cỡ 6-8 triệu đồng. Tiền nhận hối lộ, lãnh đạo trung tâm và nhân viên sẽ chia theo tỷ lệ thỏa thuận, trong đó giám đốc hưởng nhiều nhất, nhà chức trách cáo buộc. Một ngày trước thì công an huyện Thường Tín đã bắt 5 người thuộc trung tâm đăng kiểm 29-15D để điều tra tội nhận hối lộ, với cáo buộc nhận hối lộ 200-300.000 đồng của mỗi xe khi phải đăng kiểm. Hơn một tháng qua thì công an cả nước liên tục điều tra sai phạm trong việc đăng kiểm. Tại Hà Nội thì công an khởi tố 4 vụ án với hàng chục điểm, tạm giữ 57 người làm giám đốc và phó giám đốc và đăng kiểm viên để phục vụ điều tra nhận hối lộ. Sai phạm phổ biến là nhận hối lộ để bỏ qua các vi phạm về đăng kiểm với ô tô không đủ tiêu chuẩn, trung bình 1-1,5 triệu đồng mỗi xe. Và đó là thông tin ngày 1 tháng 2. Anh em thấy hay thì quên cho tôi like, chia sẻ, comment và đừng quên đăng ký vào trường. Tạm biệt.